Solon Media xin chào các bạn. Trên tay mình đang là sản phẩm Dell Wireless Gemini, một sản phẩm cao cấp với thiết kế cực kỳ ấn tượng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng và reset chiếc tai nghe này. Trong phần đầu tiên vẫn sẽ là cách kết nối và sử dụng chiếc tai nghe. Để kết nối tai nghe với thiết bị di động, giữ tai nghe trong đốc sạc, trượt mở dock, nhấn giữ khoảng 2 giây cho đến khi đèn nhấp nháy. Ở thiết bị di động, chọn bật Bluetooth và chọn kết nối với tai nghe Dell Wireless Gemini. Vậy là chúng ta đã kết nối thành công. Ở chỉ nghe nhạc, chạm một lần bên tai phải hoặc trái để tạm dừng hoặc tiếp tục. Chạm hai lần bên tai phải để chuyển bài. Chạm hai lần bên tai trái để lùi bài. Chạm và giữ khoảng 2 giây ở bên tai trái hoặc phải để chuyển giữa các chế độ trúng ồn và xuyên âm. Để nhận cuộc gọi, chạm hai lần bên tai phải hoặc trái. Để kết thúc trò chuyện, chạm hai lần bên tai phải hoặc trái. Để từ chối cuộc gọi, chạm và giữ khoảng 2 giây bên tai phải hoặc trái. Để reset chiếc tai nghe này, trên thiết bị di động chọn quên thiết bị. Giữ tai nghe trong hộp sạc đóng nắp lại. Nhấn và giữ nút trên dock sạc, đồng thời đóng mở nắp 2 lần. Đèn nháy cam sẽ nháy trong khoảng từ 10 đến 15 giây cho đến khi đèn nháy xanh là đã kết thúc quá trình reset.